Xin kính chào các cả anh chị em. Hôm nay tôi tiếp tục với cái chủ đề là công cụ tài chính. Cái vấn đề mà tôi bàn luận trong cái video này là về cái tổng thức của tài sản tài chính, impairment requirements, ở trong được quy định trong IFRS số 9. Và chúng ta cũng có một cái tên gọi khác cho cái yêu cầu về việc ghi nhận tổng thức này là Expected Credit Loss Model. Thì đây là cái mô hình mà lỗ tổn thất dự kiến hay là lỗ tổn thất kỳ và lỗ tổn thất tín dụng dự kiến hoặc là lỗ tổn thất tín dụng kỳ vọng được dịch trong các cái văn bản hiện hành về IFRS hiện hành ha. Thì trong cái phần impairment này nó rất là khó và dài, cho nên là tôi trong cái phần 5 này tôi chỉ chia sẻ cái phần là application flowchart, tức là cái sơ đồ áp dụng của được quy định trong IFRS số 9 và cái cách tiếp cận tổng quan, tức là một vài nét về cái cách tiếp cận tổng quan. Tôi cũng sử dụng một số minh họa từ các cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà họ đã áp dụng IFRS rồi, đó là từ Airbus, Exxon và Trafigura. Thì tôi phải khẳng định một cái lần nữa là cái chủ đề này nó rất là khó và nó dài. Và khi mà đọc các cái văn bản hướng dẫn á anh chị, thì tổng cộng cả cái phần văn bản thì ngắn nhưng mà cái phần hướng dẫn văn bản thì nó là gần cả mấy trăm trang lận. Thành thử ra tôi không có ôm đồm là giải quyết hết các vấn đề, nhưng mà tôi có một cái mục tiêu là hỗ trợ cái người tự học, các anh chị em tự học về cái chủ đề kế toán, chuẩn mực kế toán quốc tế. Nên là tôi sẽ có cái bài giảng ngày hôm nay ha. Rồi chúng ta tiếp, chúng ta đi vào cái bài giảng ha, anh chị theo dõi nhé. Trước tiên thì tôi có một số cái dẫn nhập như sau. Thì mình xem cái tầm quan trọng của cái vấn đề tổng thất kỳ tín dụng kỳ vọng này nè. Nó chúng ta nhìn cái báo cáo tài chính của Exxon, đây là cái bản tính lỗ tín dụng kỳ vọng ECL, tôi gọi tắt là ECL luôn nha, Expected Credit Losses thì tôi gọi tắt là ECL luôn. Đây là bản tính cái ECL cho cái tài khoản trade receivable, mà tất cả chúng ta đều biết, người học về kế toán tài chính đều biết là khoản phải thu khách hàng trade receivable ha. Và cái trade receivable này thì họ đo lường theo amortized cost tại ngày cuối niên độ của năm 2020 và 2019. Chúng ta chú tâm cái 2020 thôi. Thì cái ECL thì trong cái tính ECL cho trade receivable thì họ Exxon này họ có hai cái thuyết minh lận các anh chị. Một cái thuyết minh về cái gọi nôm na là tính cái tính của nợ aging analysis, và tính hoặc là gọi là revision matrix là cái ma trận dự phòng cho cái receivable để họ tính được cái ECL đây nè. Tính tiền ECL là cái bản đầu tiên là họ tính dựa trên cái ma trận dự phòng revision matrix ha. Còn cái bản tính thứ hai là họ cũng tính ECL cho receivable, nhưng họ lại tính theo cái giai đoạn, cái cấp độ tổn thất của tổn thất tín dụng của receivable này. Thì các anh chị thấy không, chỉ cho trong cái trade receivable này mà chúng ta đã có hai cái bản tính, hai cái ECL khác nhau, hai ECL allowance khác nhau đây nè. Họ tính được và họ thuyết minh trong cái annual report của Exxon. Đây là chúng ta chú tâm 2020 thôi là được rồi ha. Hai bản tính cho ECL cho receivable đó. À, như vậy thì cái chuẩn mực đầu tiên, cái ý đầu tiên mà chúng ta rút ra là cái phần tổn thất tín dụng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài khoản mà chúng ta thường gặp nhất đối với dân làm nghề kế toán kiểm toán, hoặc là kế toán tài chính. Chúng ta là trade receivable đây, nó ảnh hưởng đến trade receivable, cho nên chúng ta bắt buộc phải học ha. Rồi, chúng ta xem tiếp cái báo cáo thường niên của Airbus. Thì trên cái báo cáo thường niên của Airbus thì họ cũng tính cái impairment, tính cái impairment này các anh chị, impairment đây, tính cái impairment cho trade receivable. Thì lúc này họ lại tính cái bản tính revision matrix của họ lại có tên đến phần tính 12 tháng, cái phần quá hạn nợ là trên 12 tháng, trong khi cái phần của Exxon thì chỉ cần quá hạn tới 9 tháng thôi. Người ta tính cái ECL thì cần quá hạn đến 9 tháng thôi, nhưng mà Airbus thì họ lại tính tới 12 tháng, phần quá hạn đánh giá cái phần provision của họ là trên 12 tháng. Ha, như vậy chúng ta cũng sẽ thấy là có sự khác biệt trong việc áp dụng tính cái
ghi nhận ECL trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác nhau. Ý thứ hai là tiếp theo chúng ta nhìn cái Airbus, cũng của Airbus luôn. Thì một cái phần tính ECL khác của Airbus, chúng ta tính, họ tính cái thay đổi về trên cái tài sản tài chính của Airbus, thì họ tính theo các cấp độ. Cấp độ 1 là State 1 là tính ECL trong 12 tháng. Cấp độ 2 là tính ECL trong trọn đời của cái tài sản tài chính đấy. Và cấp độ thứ 3 là cái tính ECL mà tài sản tài chính nó bị credit impaired. The credit impaired có nghĩa là nó bị tổn thất tín dụng, nó đã bị tổn thất tín dụng rồi, còn khúc này nó đang bị dự kiến thôi. Ở đây credit impaired có nghĩa là nó có cái sự kiện credit impaired xảy ra ha. Chứ nếu mà tôi dịch là sự kiện đã xảy ra thì nó cũng không chính xác lắm, tại vì cái chữ expected nên là kỳ vọng thôi. Chúng ta đang trong cái chủ đề là expected credit losses, là lỗ tổn thất tín dụng dự kiến expected. Rồi sang tới báo cáo tài chính của Trafigura thì lúc này họ không có sử dụng là, anh chị nhìn cái phần thuyết minh của họ nè, họ không có sử dụng là state 1, state 2 and state 3 nữa. Họ không có chia theo từng cấp độ, nhưng mà họ dùng các cái từ miêu tả khác nhau. Thay vì họ nói là state 1 thì họ dùng cái chữ là performing, hoặc là underperforming, hoặc là non-performing, hoặc là write-off. Tức họ chia các cái cấp độ khác nhau, nhưng mà họ không dùng cái chữ là state nữa, họ không dùng từ cấp độ nữa. Và cái performing thì nó tương đương với lại cấp độ là cấp độ 1, còn underperforming nó tương đương với cấp độ 2 và 3 ha các anh chị. Như vậy trong cái việc áp dụng cái mô hình lỗ tổn thất kỳ vọng này đó, lỗ tổn thất tín dụng kỳ vọng này nó ở các doanh nghiệp khác nhau và là khác nhau, và trong cùng một khoản mục nó cũng khác nhau nữa. Đó là cái điều mà tôi muốn dẫn nhập các anh chị để anh chị thấy là trong việc áp dụng cái IFRS 9 vào các cái doanh nghiệp trên họ, khi mà họ đã áp dụng IFRS rồi là nó thiên hình vạn trạng, nó nguyên hình vạn trạng. Và nó vì chính bởi vì cái tính đa dạng của nó cho nên là nó gây khó khăn rất nhiều cho cái người nghiên cứu và học tập, cũng như là mới bắt đầu sử dụng IFRS ha các anh chị. Đó là cái sự cấp thiết của cái ý nghĩa, cũng như là cái ý nghĩa của cái bài giảng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ từ từ tháo gỡ ha. Thì chủ đề này là nó rất là khó, nhưng mà nó không thể tránh khỏi, như là nãy giờ tôi đã phân tích rồi đó. Mời các anh chị tiếp tục theo dõi ha. Các cái prerequisites có nghĩa là các cái điều kiện tiên quyết, thì các anh chị nên những cái anh chị nào nên tiếp tục theo dõi bài giảng này. Thứ nhất là các anh chị đã có kiến thức cơ bản và vững về ISO 01. Tôi đã chia sẻ trên cái trang YouTube của mình ha, cái bài giảng ISO 01 mà tôi đã chia sẻ rồi. Thì các anh chị phải nắm vững được là cái phần phân biệt giữa phần lãi lỗ profit or loss và cái phần OCI là phần other comprehensive income, là anh chị phải rành. Ha, thì anh chị lúc mà vào cái chuẩn mực này thì anh chị mới không bị sốc, không bị bỡ ngỡ ha. Tại vì người ta sử dụng rất là nhiều cái kiến thức liên chuẩn mực á nha, đặc biệt là ISO 01 các anh chị phải nắm. Thứ hai nữa là thực sự là rất là tốt, nếu tốt hơn nếu anh chị đã nắm vững được cái incur loss model, tức là cái mô hình lỗ tổn thất đã xảy ra. Incur có nghĩa là cái phần lỗ đã xảy ra và được ghi nhận phản ánh vào theo cái yêu cầu của ISO 36, thì nó sẽ tốt hơn cho anh chị khi tiếp tục nghiên cứu về cái expected loss model của IFRS 9 ha, cho cái tài sản tài chính ngày hôm nay. Ngoài ra thì nếu như các anh chị có kiến thức liên ngành tài chính và kế toán, hoặc là có kinh nghiệm liên ngành tài chính kế toán, thì khi mà anh chị bắt đầu nghiên cứu các chuẩn mực này nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu anh chị chỉ thuần túy nghiên cứu tài chính hoặc là thuần túy nghiên cứu kế toán thì thật sự rất là khó hiểu. Tôi cũng không có thừa nhận là mình nói như vậy không có nghĩa rằng là tôi có kiến thức tốt liên ngành tốt về tài chính và kế toán. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng tìm hiểu để có một cái bài giảng tương đối là hữu ích tới các anh chị. Rồi câu hỏi đầu tiên là khi nào mà chúng ta áp dụng cái yêu cầu về đánh giá tổn thất cho tài sản tài chính.
Thì khi mà các anh chị vẫn đang ở trong chủ đề là đo lường sau thời điểm ghi nhận ban đầu, subsequent measurement, đây, và anh chị đang nằm ở khu vực này là impairment requirements, thì theo đoạn 5.2.2 của IFRS số 9 thì anh chị chỉ đánh giá tổn thất, chỉ được yêu cầu đánh giá cái tổn thất expected credit loss ECL này cho hai cái nhóm tài sản là tài sản tài chính mà đo lường sau thời điểm ghi nhận ban đầu theo FV rule OCI và amortized cost. Còn những anh còn lại là không tính nha. Chị hai anh này là bị thêm cái yêu cầu là anh chị phải thêm phải ghi nhận thêm cái lỗ tổn thất tín dụng kỳ vọng, họ là lỗ tổn thất tín dụng dự kiến của nó. Thì toàn bộ cái văn bản mà hướng dẫn cái impairment requirements thì anh chị sẽ tìm ở đoạn 5.5. Toàn bộ cái mục 5.5 anh chị cũng có thể coi là chương 5.5 đó. Chương 5.5 trong IFRS 9 thì nó sẽ phần 5.5 trong cái chương 5 ha, thì nó sẽ quy định, họ sẽ quy định về impairment requirements. Đó là tôi đang định vị cái vấn đề trong toàn thể cái nhóm công cụ tài chính ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo là từ cái sơ đồ này á, thì chúng ta có câu hỏi là tại sao cái impairment này chúng ta chỉ yêu cầu cho FV rule OCI và amortized cost mà thôi. Vì sao chúng ta chỉ tính cái ECL cho tài sản tài chính mà ghi FV OCI và amortized cost, còn gọi là FV OCI và amortized cost? Thì câu trả lời là nó có ba ý như sau. Ba ý này tôi không có tự sáng chế các anh chị. Một lần nữa tôi lặp lại là tôi là người hệ thống và chia sẻ chia sẻ những cái kiến thức trong chuẩn mực, chứ tôi không sáng tạo. Tôi không phải là người sáng tạo. Tôi sáng tạo cái phương pháp giảng dạy, nhưng tôi không có sáng tạo kiến thức. Cái phần mà tôi trả lời câu hỏi đây nó được trích trong cái Basis for Conclusion đoạn 5.82 đến 5.83. Người ta lý giải ở đó thì ISB lý giải là vì sao chúng ta lại áp dụng ECL cho những cái nhóm tài sản tài chính này. Thì ý thứ nhất á, là vì họ thấy phù hợp để hiểu được cái dòng tiền mà anh chị sẽ thu được từ hợp đồng trong tương lai đối với cái tài sản tài chính này. Tại vì chỉ có nhóm tài sản tài chính mà phân theo FVOCI và amortized cost thì cái mô hình kinh doanh của họ là nắm giữ để thu dòng tiền á, có nắm giữ để thu dòng tiền á. Thì ý đầu tiên thì khi mà anh chị có đánh giá về cái ECL á, thì nó sẽ phản ánh được cái dòng tiền chính xác của cái tài sản tài chính đấy, và nó cũng cung cấp cái thông tin phù hợp, thông tin hữu ích về cái giá trị, cái thời điểm và cái tính không chắc chắn của các cái dòng tiền trong tương lai ha. Và nó bổ sung cho những cái hạn chế mà còn sót lại của IAS 39 đó. Thì đây là cái câu cách mà ISB trả lời là vì sao người ta chỉ yêu cầu anh chị tính cái ECL, ghi nhận cái ECL cho hai cái nhóm tài sản tài chính này ha. Rồi, tiếp theo có một cái kiến thức cơ bản mà anh chị cần phải nắm. Đó là cái trên cái trang web IFRS.org của ISB thì họ cho ra, họ declare, họ công bố những cái mục tiêu, cái sứ mệnh của mình ha. Anh chị có thể đọc ở đây. Và nhìn chung thì sao? Nhìn chung thì ISB thì họ thiết kế những cái chuẩn mực cho tất cả các loại hình của doanh nghiệp, và các cái loại hình doanh nghiệp này nó hướng về lợi nhuận, profit oriented businesses. Thì các cái doanh nghiệp này bao gồm là chúng ta có doanh nghiệp sản xuất manufacturing, doanh nghiệp dịch vụ services, doanh nghiệp thương mại merchandising, và các cái doanh nghiệp làm trong cái lĩnh vực tài chính banks, financial services và financial institution ha. Thì như vậy có nghĩa là gì? Ý muốn nói rằng là một số cái chuẩn mực á, tại vì ISB đang giải quyết chung cho tất cả các cái nhóm doanh nghiệp mà ha, cho nên một số cái chuẩn mực á là nó phù hợp và nó dễ hiểu cho tất cả các cái người học, người nghiên cứu và người hành nghề. Nhưng một số thì họ lại, một số cái chuẩn mực thì nó lại quá là điển hình, specific ha. Nó điển hình cho một cái lĩnh vực nào đó, nó tập trung giải quyết cho lĩnh vực nào đó, thì các cái doanh nghiệp còn lại nó người ta bị chới với khi người ta không có cái một cái background chung để người ta nắm được cái vấn đề
đặc biệt là IFRS số 9 này nè. IFRS số 9 này phần lớn các anh chị sẽ tìm thấy họ giải quyết các vấn đề của ngân hàng, của các cái định chế tài chính, và chỉ có một số cái lĩnh vực trong cái doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp dịch vụ họ có dính tới thôi, cho nên là cũng khó lắm. Tuy nhiên trong cái điều kiện là các cái doanh nghiệp hiện nay là kinh doanh đa lĩnh vực, đa ngành nghề á, cho nên là cái nhu cầu mà học hiểu biết về IFRS 9 là rất là cấp thiết nha các anh chị nha. Rồi, tôi bắt đầu chia sẻ về cái quy định impairment trong cái chương 5 vấn đề đo lường của chuẩn mực IFRS 9, cụ thể là ở cái tiểu mục 5.5, cái đoạn 5.5 trở đi. Thì trong 5.5 thì nó có 5.5.1 cho đến 5.5.2 mấy lần ha. Ở đây có một ý mà các anh chị cần phải ghi nhận thế này nè. Các anh chị bắt đầu mở cái chuẩn mực ra, mở cái văn bản ra, các anh chị sẽ không tìm thấy cái impairment stages, tức là anh chị không tìm thấy các cái cấp độ bị tổn thất mà giống như doanh nghiệp giống như Airbus hoặc là Exxon hoặc là Trafigura họ làm. Các anh chị sẽ không tìm thấy các cái chữ stages. Các anh chị tìm anh dạy gõ cái chữ stage vào trong cái văn bản để tìm kiếm thì không có hiện ra một cái chữ nào hết về cái impairment stages này trong IFRS 9. Tuy nhiên trong cái doanh nghiệp thì anh chị thấy rồi, tất cả các báo cáo mà tôi vừa thể hiện họ đều chia các cái impairment theo cái cấp độ stages. Ha. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào đây? Anh chị cần phải chú ý nha. Trong văn bản thì không có, nhưng trong thực hành thì chúng ta rất thấy rất là nổi bật. Thì ở cái chuẩn mực này tôi không tiếp cận từ đoạn văn bản mà tôi tiếp cận từ cái hướng dẫn thực hành. Lý do là nếu anh chị chìm sâu vào cái văn bản á, thì chúng ta sẽ không thấy được hết cái tổng quan, không thể nào nắm được về cái tinh thần của cái chuẩn mực này hết, về cái tinh thần của cái vấn đề này để mà giải quyết. Thì đây là tôi trích từ cái cuốn B, volume B của cái IFRS số 9 về phần hướng dẫn thực hành á, application guidance. Ở đây là cái lưu đồ flowchart về application of impairment requirements on a reporting day, tức là cái yêu cầu áp dụng về tổn thất tại cái ngày mà anh chị lập báo cáo. Reporting day là ngày lập báo cáo ha. Thì nhìn cái lưu đồ này các anh chị, toàn bộ văn bản người ta chỉ tụ trung, ta gom lại cho chúng ta ở cái application này, flowchart này ha. Đây thì câu hỏi đầu tiên, tôi bắt đầu đi vào lưu đồ nha các anh chị nha. Câu hỏi đầu tiên là cái tài sản, cái công cụ tài chính đó có phải là tài sản tài chính mà được mua hoặc là tự tạo mà bị credit impair, là bị tổn thất tín dụng hay không? Nếu câu trả lời là yes thì anh chị tính luôn. Trước tiên thì tôi link cái văn bản ha. Các cái văn bản đây, đoạn này, đoạn có 4 đoạn mà anh chị cần phải hiểu. 5.5.3, 5.5.5 và 5.5.13, 5.5.15 ha. Ở đây tương ứng với trong các cái phần của flowchart đang link cái hướng dẫn. Thì tôi bây giờ bắt đầu nhé. Anh chị được yêu cầu là tính cái credit adjusted effective interest rate. Để tôi coi thử. Đây có 5 cái, có 5 cái sorry, có 6 cái phần, 6 cái vùng trong cái lưu đồ này mà chúng ta gọi như là kết luận của cái application này. Để tôi xem đi ở cái slide sau thì có giải thích kỹ hơn. Thôi bây giờ dịch cái lưu đồ này trước đi ha. Rồi, các anh chị sẽ tính, khi mà câu trả lời là yes thì anh chị sẽ tính cái credit adjusted effective interest rate, có nghĩa là cái lãi suất hiệu dụng mà đã được điều chỉnh về cái tổn thất tín dụng, credit adjusted ha. Và anh chị sẽ ghi lỗ loss allowance bằng cái change in lifetime ECL, có nghĩa là thay đổi trong cái ECL trọn đời của tài sản tài chính. Đây là hướng dẫn bài 5.5.13. Nếu câu trả lời đầu tiên là không, anh chị trả lời là không,
thì anh chị sẽ hỏi tiếp, có phải là áp dụng simplified approach, tức là cách cách tiếp cận cận đơn giản cho trade receivable, control asset và lead receivable hay không? Đây, các anh chị có đang áp dụng cái cách tiếp cận đơn giản cho phải thu khách hàng tài sản từ hợp đồng và phải thu thuê, tiền thuê phải thu hay không? Nếu câu trả lời là yes thì anh chị sẽ tính cái lifetime ECL, tức là tổn thất tín dụng kỳ vọng trọn đời của tài sản tài chính ha. Đây là hướng dẫn của đoạn 5.5.13. Còn nếu như anh chị trả lời là không thì anh chị hỏi tiếp, đây là tài sản công cụ tài chính này có cái rủi ro tín dụng thấp hay hiện tại này là báo cáo hay không? Thì nếu anh chị trả lời là yes thì hỏi tiếp là cái low credit risk này có được áp dụng hay không? Nếu trả lời là yes thì anh chị đơn giản tính ECL trong vòng 12 tháng sau ngày kết thúc niên độ, và doanh thu lãi thì anh chị sẽ ghi trên cái giá trị gộp gross carrying amount, tức là sau khi tính trước khi mà tính cái tính lãi, trước khi tính cái trừ đi cái ECL ha, gross carrying amount. Còn nếu câu trả lời là không thì anh chị tiếp tục hỏi là cái rủi ro tín dụng này có tăng một cách trọng yếu bất kể từ ngày ghi nhận ban đầu hay không. Nếu câu trả lời là không, nếu nó không có tăng rủi ro trọng yếu thì anh chị ghi ECL 12 tháng cho mình. Và nếu câu trả lời là yes thì anh chị lại phải ghi nhận ECL trọn đời của tài sản tài chính. Và thì lúc này ECL này thì tiếp tục hỏi nè. Hỏi là công cụ tài chính đó có phải là tài sản tài chính bị tổn thất hay không? Credit impaired finance. Tổn thất tín dụng hay không? Credit impaired financial asset. Nếu mà câu trả lời của anh chị là không thì anh chị tính lãi trên gross carrying amount. Và câu trả lời là có thì tính lãi trên cái amortized cost. Các anh chị thấy cái lưu đồ đọc vô không hiểu gì hết trơn á. Ha. Thì chúng ta sẽ cố gắng làm rõ nha. Thì ở đây thì các cái doanh nghiệp kiểm toán cũng như các cái doanh nghiệp mà đã từng áp dụng IFRS thì họ mới nhìn ra một cái, họ rút ra được từ cái người hành nghề, họ rút ra được từ được cái kết luận như thế này nè. À, cái lưu đồ như thế này thì có nghĩa rằng IFRS 9 họ đang muốn là chia tới từng cấp độ, họ ghi nhận cái giá trị mà ECL này bằng phản ánh cái cấp độ tổn thất của tài sản bắt đầu từ ngày khởi động initial recognition, tức là ngày ghi nhận ban đầu. À, cái giá trị ECL ghi nhận trên vào loss allowance là nó tùy thuộc vào cái mức độ mà tổn thất kể từ ngày ghi nhận ban đầu. À, và họ có hai cái cơ sở đo lường là đo ECL theo 12 tháng và đo ECL trọn đời. Thì ở cái cấp độ 1 nè, ở cấp độ 1 hay còn là state 1 hay còn gọi là performing, thì ở cái cấp độ này, cấp độ có nghĩa là anh chị tưởng tượng tới là cấp độ là cấp độ, ví dụ như anh chị ăn mì cay chẳng hạn, thì mì cay Hàn Quốc thì nó có cấp độ cay thứ nhất, cấp độ cay thứ hai, cấp độ cay thứ ba cho đến cấp độ cay thứ bảy. Thì ở đây đối với vấn đề tổn thất thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta có cấp độ tổn thất đầu tiên là ít nhất, xong rồi tăng dần cấp độ 2 rồi tới cấp độ 3. Tóm lại chúng ta có cái 3 cái cấp độ tổn thất khi mà chúng ta đọc cái flowchart của IFRS 9. Thì cấp độ 1 nó là những cái tài sản tài chính nó có đặc điểm sau đây ha, từ rút từ cái flowchart này thôi các anh chị. Thứ nhất là cái tài sản tài chính nó có đặc điểm là cái rủi ro tín dụng nó thấp tại thời điểm cuối năm và nó không có tăng cái rủi ro tín dụng trọng yếu kể từ ngày ghi nhận ban đầu ha. Thì như vậy động tác của anh chị sẽ ghi là ECL 12 tháng và doanh thu lãi tính gross carrying amount ha. Tăng thêm một chút tới cấp độ 2 và cấp độ 3. Thì cấp độ 2 với cấp độ 3, cái người hành nghề người ta gọi là underperforming, tức là cái tài sản nó không có được hoàn hảo như dự kiến. Thì những tài sản tài chính sau đây nè, nó bị tăng cái rủi ro tín dụng trọng yếu kể từ khi ghi nhận ban đầu ha, và hoặc là ở trong cái bước 2 và cái cấp độ 2 và cấp độ 3 thì nó có cái simplified approach, là cái tiếp cận đơn giản hóa cho trade receivable, contract asset và lead receivable ha. Thì đối với những cái tài sản mà có đặc tính này ở cấp độ này thì anh chị phải tính lifetime ECL
Và đối với cái cấp độ 2 thì cái công cụ tài chính này không có đồ cho nó consider credit impaired, tức là người ta không có cho rằng là nó bị tổn thất tín dụng, thì anh chị sẽ ghi là interest revenue trên gross carrying amount. Còn nếu như mà ở cấp độ 3 thì cái công cụ này nó được coi như là đã bị tổn thất. Credit impairment has suffered since the initial recognition. Tức là đã có cái tổn thất tín dụng xảy ra rồi, bắt đầu từ thời điểm ghi nhận ban đầu ha. Thì lúc này interest revenue họ sẽ tính trên amortized cost. Đây, anh amortized cost. Thì amortized cost là gì? Amortized cost có nghĩa là anh chị sẽ tính trên cơ sở ròng. Anh chị lấy gross carrying amount trừ đi cái credit allowance, tức là trừ đi cái phần lỗ tín dụng luôn ha. Còn sau khi mà chúng ta xem xét hết các cấp độ từ 1, 2, 3 thì chúng ta có trường hợp đặc biệt trong cái cấp độ 2 và 3. Đó là purchase or originated credit impaired financial asset. Có nghĩa là tài sản tài chính nó bị tổn thất tín dụng từ khi mà chúng ta mua về hoặc là chúng ta tự tạo ha. Thì động tác lúc này của các anh chị là phải tính lại cái lãi suất hiệu dụng mà có điều chỉnh cái lỗ tín dụng credit adjusted effective interest rate. Sau đó anh chị sẽ tính lỗ tổn thất bằng cái change in lifetime ECL. Tôi vừa mới tức là cái động tác của tôi là hệ thống hóa lại, chúng ta link giữa cái thực tế với lại cái văn bản, thế nào là giai đoạn 1, thế nào là giai đoạn 2, thế nào là giai đoạn 3, thế nào là cái tình huống đặc biệt ha, để các anh chị khi đọc văn bản chúng ta không bị chới với thôi. Chứ còn cụ thể những trong đây có rất là nhiều cái định nghĩa mà nó chưa được làm rõ thì từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu ha các anh chị ha. Trước tiên là chúng ta phải nắm được cái đường đi tổng quan đã ha. Rồi thì sau khi mà tôi vừa diễn giải các anh chị thì như thế này, ở trong văn bản á họ không có ghi là stage 1, stage 2 và stage 3 stage, không chia ra thành từng cấp độ đâu, mà họ chỉ ghi là general approach là cách tiếp cận tổng chung, và simplified approach là cách tiếp cận đơn giản hóa cho cái nhóm là trade receivable, contract asset và lease receivable mà thôi ha. Ngoài ra thì họ cũng có ghi là purchase or originated credit impaired financial asset, tức là POCI. Một số doanh nghiệp đó họ ghi là POCI approach, tức là cách tiếp cận về tài sản tài chính đó là ngay từ khi mua về hoặc là tự tạo là đã bị credit impaired rồi. À, thì người ta có ghi là POCI approach, nhưng mà về mặt ngôn từ chính thống thì họ chỉ có ISB nữa. Trong cái văn bản IFRS 9 thì chúng ta chỉ có là general approach và simplified approach mà thôi ha. Thì trong general approach thì chúng ta chia thành có tài sản tài chính bị tổn thất tín dụng theo cấp độ 1 nè, tài sản tài chính bị tổn thất tín dụng theo cấp độ 2 và 3 thì phải ghi theo lifetime ECL, và cấp độ 2 thì tính lãi như thế nào và cấp độ 3 tính lãi như thế nào thì họ có làm rõ cho chúng ta. Nhưng mà họ không có ghi là cấp độ mấy đâu, họ chỉ hướng dẫn theo cái flowchart như nè, và họ có cái văn bản nó tương đối là rối rắm đó các anh chị ha. Thì sau khi mà tôi thật sự là tôi cũng đọc thì tôi cũng rất là ngợp bởi cái văn bản của họ, và tôi làm rõ lại thì anh chị có thể đi theo cái anh chị có thể dựa trên cái văn bản cái phân tích mà tôi vừa thực hiện á, để anh chị đi ngược lại văn bản cho nó dễ hiểu hơn ha. Mục đích của tôi là hỗ trợ các anh chị tự học, nên là tôi thật sự thì tôi cũng thấy là nó tương đối nhẹ nhàng khi mà tôi chia sẻ cái bài giảng của mình. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi tiếp theo là chúng ta ghi nhận ECL cho những cụ thể những cái tài sản nào đây, những cái khoản mục nào đây. Thì chúng ta sẽ đọc trên 5.5.1 và 5.2.2. Thì chúng ta có doanh nghiệp sẽ ghi ECL cho tài sản tài chính mà đo lường theo amortized cost, tài sản tài chính đo lường theo FVOCI. Rồi chúng ta có lease receivable nè, cũng phải đánh giá cái ECL.
chúng ta có contract asset trong lien receivable này là thuộc về IFRS số 16, contract asset là thuộc về IFRS số 15 là tài sản từ hợp đồng ấy. Loan commitment có nghĩa là các cái khoản cam kết cho vay. Chúng ta có guarantee, financial guarantee contract là tài sản đảm bảo tài chính, hợp đồng đảm bảo tài chính và phải áp dụng cái impairment. À, tôi có trích dẫn các anh chị cái điểm văn bản ha. Ở đây các anh chị lưu ý một điều là cái phạm vi của IFRS số 9 thì trong phạm vi của họ thì họ có nói rõ là họ loại trừ cái quyền và nghĩa vụ về cái hợp đồng thuê. Quyền và nghĩa vụ của hợp đồng thuê các anh chị sẽ kế toán theo IFRS số 16 là thuê là chủ mực về thuê ha. Nhưng mà tuy nhiên có một phần mà anh chị phải áp dụng IFRS số 9 đối với thuê, đó là cho cái tài khoản lien receivable, finance lien receivable hoặc là operating lien receivable đối với cái người cho thuê, lessor đối với bên cho thuê. Thì có cái yêu cầu về xóa sổ, due recognition và yêu cầu về đánh giá tổn thất tín dụng theo IFRS số 9. Rồi lease liability thì subject to, đối với khoản nợ về thuê, nợ thuê thì nó không có thuộc về tài sản tài chính, cho nên là ở đây chúng ta không đề cập tới, hai đoạn sau chúng ta không cần quan tâm tới, chỉ cần chú ý cái đoạn 2.1 nè, đoạn B nè, ý đầu tiên là nằm ở trong là bị chi phối bởi ECL ha. Câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ ghi ECL như thế nào đây ha. Thì có hai đoạn mà các anh chị có thể truy vấn tới hoặc là truy cập tới, đó là đoạn 5.5.2 và 5.5.8. họ hướng dẫn chúng ta là cái lỗ tổn thất cho tài sản tài chính mà đo lường theo FVRU OCI á, thì cái loss allowance này sẽ ghi vào OCI nha, và không giảm carrying amount. Đoạn này rất khó nha các anh chị. Loss allowance mà cho tài sản tài chính mà ghi theo FVRU OCI thì phải lỗ nó phải ghi vào OCI và không ghi giảm giá trị còn lại của tài sản tài chính trên bản cân đối kế toán. SFP là Statement of Financial Position nha. Tôi viết tắt để cho nó gọn cái bài giảng đó mà. SFP. Đoạn này rất là khó. Khi mà có thời gian thì tôi sẽ chia sẻ tiếp về cái ví dụ minh họa đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ là ghi tài khoản nào, ghi như thế nào và tại sao ghi như vậy. Ở đây chúng ta điểm qua về cái yêu cầu của chủ mực thôi. Rồi, một doanh nghiệp sẽ ghi vào lãi lỗ phần impairment gain or loss ha. Rồi phần còn lại anh chị hiểu rằng là loại trừ cái loss allowance cho cái financial asset mà ghi vào FVRU OCI thì phần còn lại anh chị sẽ ghi vào P&L, tài khoản là impairment gain or loss ha. Phần impairment gain or loss anh chị phải ghi vào P&L và phần báo cáo lãi lỗ á, tại ngày cuối niên độ ha. Đó là đoạn có hai đoạn người ta đề cập là về cách là ghi như thế nào và ghi vào đâu á nha. Dĩ nhiên thì ở trong cái principle based accounting, cụ thể là nhóm cái chuẩn mực IFRS thì họ sẽ không hướng dẫn các anh chị tài khoản cụ thể. Anh chị được đặt tên tài khoản một cách tùy ý, nhưng bản chất phải phản ánh được hai cái yếu tố này, hai cái đoạn hướng dẫn này từ 5.5.2 và 5.5.8 nha các anh chị nha. Rồi bây giờ chúng ta có câu hỏi tiếp theo là đo lường ECL như thế nào. Thì các anh chị sẽ đọc ở đoạn 5.5.17 và 5.5.20 á. Từ 5.5.17 và 5.5.20 thì cho tới 5.5.20 thì anh chị sẽ tìm được các cái hướng dẫn về đo lường ECL như thế nào. Thì chủ yếu như thế này các anh chị. Người ta ghi là một doanh nghiệp đo cái ECL của công cụ tài chính theo cái cách mà có thể phản ánh được. Thứ nhất là cái tính không chệch, cái giá trị không chệch và cái giá trị có xác suất á, probability weighted, giá trị trung bình có tính xác suất vào, được xác định bằng cách đánh giá một dãy các cái kết quả có thể xảy ra, và anh chị phải phản ánh được cái time value of money, tức là tính thời giá của tiền tệ. Các anh chị cũng có các cái thông tin hợp lý và được hỗ trợ mà không tốn kém chi phí hoặc nỗ lực quá nhiều tại cái ngày cuối niên độ về thông tin quá khứ, thông tin hiện tại và thông tin dự báo trong tương lai
À, thì anh chị phải phản ánh được ba cái ý là ABC khi anh chị đo lường cái ECL. Như vậy nhìn nhìn cái đoạn hướng dẫn 5 năm 17 thì chúng ta thấy như thế nào đây? Anh chị không có một cái hướng dẫn trực tiếp và cố định nào về cái việc đo lường ECL cả. Người ta chỉ đưa cho anh chị một số cái ý tưởng khi để các anh chị áp dụng ECL thôi ha. À, trình bày ECL như thế nào thì cái việc vấn đề trình bày thì chúng ta thật sự phải tách riêng để nghiên cứu, như trong cái bài giảng phần 1 tôi đã chia sẻ rồi đó. Tách riêng ra không có thể nghiên cứu mà chung được, vì nó rất phức tạp, cái nhóm trung thực này nó cực kỳ khó luôn đó các anh chị. Rồi, nói một chút về cái, tôi sẽ gợi ý một chút về cái general approach trong cái yêu cầu về impairment. Thì cái đoạn 5.5 thì người ta có ghi cái general approach này là cái doanh nghiệp anh chị không có được trình bày cái, sorry, anh chị theo yêu cầu của IFRS số 9 thì anh chị không cần thiết phải, anh chị không cần có một cái sự kiện tổn thất để ghi nhận cái ECL này. Giống như IFRS 36 thì anh chị còn có incurred loss model, tức là mô hình lỗ. Sorry các anh chị. Anh chị cần có incurred loss model, tức là có cái sự kiện tổn thất xảy ra thì anh chị mới ghi lỗ. Còn ở trong IFRS 9 thì anh chị không có cần cái sự kiện nó xảy ra đâu, mà anh chị phải luôn kế toán cho ECL, luôn kế toán cho cái expected credit losses và thay đổi trong cái ECL này. Và cái giá trị của ECL này anh chị phải cập nhật vào cuối niên độ để phản ánh cái thay đổi về rủi ro tín dụng á, từ cái thời điểm ghi nhận ban đầu. Và anh chị sẽ cung cấp cái thông tin, để cung cấp được cái thông tin kịp thời cho người sử dụng báo cáo tài chính. Đó là cái cách hiểu về general approach. Thì trong cái định nghĩa này nè các anh chị, cái phần màu đỏ là tôi chú thích thêm, còn toàn bộ văn bản này là văn bản gốc của người ta ha. Thì trong cái định nghĩa về trong cái đoạn văn người ta giới thiệu về general approach thì có một số cái khái niệm mà các anh chị chưa từng được mà nghiên cứu qua, đó là credit losses là cái lỗ tín dụng, ECL là expected credit losses, và cái credit risk là cái rủi ro tín dụng. Anh chị cũng chưa từng được nghiên cứu qua về change in credit risk in initial recognition, tức là thay đổi rủi ro tín dụng từ cái thời điểm ghi nhận ban đầu ha. Trong cái đoạn văn này nè, có hai cái định nghĩa mà nó được làm rõ trong IFRS 9 là credit losses và ECL. Tuy nhiên người ta không có làm rõ thế nào là credit risk. Người ta không hề định nghĩa rủi ro tín dụng là gì, cũng không hề định nghĩa thay đổi rủi ro tín dụng từ thời điểm ghi nhận ban đầu là gì cả. Anh chị tìm xuống cái văn bản chính cũng như văn bản hướng dẫn, không có đoạn nào hướng dẫn cả ha. Như vậy gây ra thực sự là rất là nhiều khó khăn và lúng túng trong việc học tập và nghiên cứu cũng như là áp dụng cái nhóm này. Credit loss người ta có định nghĩa ở cái phụ lục A, nó dài như thế này, anh chị có thời gian thì đọc ha. Tập trung vào đoạn này cho tôi. Tập trung vào đoạn là credit loss là chênh lệch giữa dòng tiền từ hợp đồng và dòng tiền kỳ vọng chiết khấu theo cái lãi suất hiệu dụng hoặc là cái lãi suất hiệu dụng đã điều chỉnh. Đối với cái POCI, cái tài sản tài chính mà bị lúc mua và tự tạo bị tổn thất tín dụng ha. Và ECL thì người ta định nghĩa là tổng số bình quân gia quyền, weighted average of credit losses, tổng số bình quân gia quyền của tổn thất tín dụng với rủi ro vỡ nợ tương ứng xảy ra. Thì trong cái định nghĩa này nó có thêm cái chữ là vỡ nợ, thì vỡ nợ người ta cũng không có định nghĩa luôn các anh chị. Trong IFRS 9 người ta không có định nghĩa, tuy nhiên người ta cũng hướng dẫn các anh chị xác định cái rủi ro vỡ nợ đấy. Thì chủ yếu là người ta hướng dẫn, người ta nói là rủi ro vỡ nợ thì sẽ xác định dựa trên cái nhất quán với lại cái tiêu chuẩn nội bộ của các anh chị, nội bộ của các doanh nghiệp nhé. Cái đó chúng ta sẽ bàn cụ thể sau. Thì tôi có vẽ ra một cái sơ đồ để các anh chị nắm rõ về cái expected credit losses và cái credit loss. Thì expected credit loss là cái giá trị hiện tại của tất cả các cái credit loss xảy ra, có thể xảy ra trong cái dòng đời của tài sản,
Còn credit loss thì sẽ định nghĩa là giá trị hiện tại của cái dòng tiền từ hợp đồng và trừ đi các cái dòng tiền mà doanh nghiệp dự kiến nhận được ha. Hai cái khái niệm này anh chị bỏ thời gian ra để nhìn ngẫm, thì để những cái phần tiếp theo chúng ta có thể hiểu rõ được cái cách áp dụng của nó vào trong báo cáo tài chính ha. Ở đây tôi có một số cái bình luận comments thì IFRS 9 người ta không có định nghĩa credit risk ha, tuy nhiên người ta lại định nghĩa ECL và yêu cầu anh chị ghi nhận cái không định nghĩa rủi ro tín dụng nhưng lại yêu cầu phản ánh cái rủi ro, cái lỗ tổn thất tín dụng kỳ vọng trên báo cáo tài chính. Đó là một cái điểm mà anh chị cần phải nhìn ra. Thì nói một chút làm sao chúng ta tìm được các cái định nghĩa về rủi ro tín dụng. Thì ở quốc tế á, thì rủi ro tín dụng nó được định nghĩa ở trong các cái hiệp ước Basel 2, 3, 4, phiên bản lần 2, 3, 4 là ở trong cái khái niệm là ba trụ cột với 3 pillars của họ, thì họ có định nghĩa về cái rủi ro tín dụng trong các cái văn bản của hiệp ước Basel 2, 3, phiên bản lần 2, 3, 4 ha. Thì trong cái tài chính quốc tế và ngân hàng quốc tế thì họ có cái văn bản hướng dẫn chúng ta. Còn ở Việt Nam thì chúng ta có quyết định 493 của ngân hàng nhà nước. Và thì họ sẽ định nghĩa cái rủi ro tín dụng. Các anh chị cũng tìm thấy ở thông tư số 02 năm 2013 về cái rủi ro tín dụng luôn nha. Ở trong IFRS thì anh chị có tìm thấy một cái đoạn văn mà người ta hướng dẫn về rủi ro tín dụng, nhưng mà nó sơ khởi thôi, nó không trọng tâm nha. Trong phần rủi ro, trong phần conceptual framework, tức là cái khuôn mẫu khái niệm, thì người ta có đưa ra là về cái credit risk là rủi ro tín dụng, là cái khả năng mà cái bên counterparty, tức là bên đối ứng với bên doanh nghiệp của mình không thực hiện thành công các cái nghĩa vụ đối với doanh nghiệp mình ha, thì người ta gọi là rủi ro tín dụng. Đây, còn lại thì trong IFRS số 7 phụ lục A người ta cũng có định nghĩa như sau, một số cái định nghĩa như sau. Định nghĩa là credit risk. Ở đây tôi nói luôn nha, IFRS số 7 là về công bố disclosure, thì người ta có định nghĩa về credit risk, nhưng mà IFRS số 9 thì không có định nghĩa nha. Chúng ta đang ở trong cái yêu cầu ghi nhận tổn thất của IFRS số 9 và chúng ta đang muốn tìm cái định nghĩa credit risk, thì chúng ta phải đọc. Đó, đọc một số văn bản này nè. Đây, rồi, đọc luôn tới IFRS số 7 thì mới tìm được. Nhưng các anh chị, thì trong IFRS số 7 người ta có định nghĩa về rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên của công cụ tài chính sẽ gây lỗ cho bên còn lại bằng cách là họ không đáp ứng được các cái điều kiện trong các cái nghĩa vụ trong hợp đồng. Ngoài ra thì họ có định nghĩa credit risk rating, risk currency risk rủi ro về tiền tệ, interest rate risk rủi ro về lãi suất, liquidity risk là rủi ro về thanh khoản. Các anh chị bỏ thời gian ra đọc tiếp những cái phần mà tôi đã cung cấp thông tin ở đây. Ngoài ra thì họ có định nghĩa về rủi ro thị trường, market risk và order price risk, các rủi ro giá khác. Thì ở đây tụ chung tôi sẽ gúp lại cho anh chị điểm như thế này. Trong IFRS số 7 thì người ta định nghĩa có 3 loại lãi suất, là lãi suất thị trường. Thì trong lãi suất thị trường nó có currency interest và order price risk, và nó có credit risk, nó có liquidity risk, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản ha. Thì ngoài ra thì họ có nói là mặc dù chúng tôi chỉ định nghĩa bao nhiêu đây cái loại rủi ro, nhưng mà không có giới hạn nha. Ngoài ra thì còn có thể phát sinh các cái rủi ro khác, là một cái câu để người ta có một cái tính mở cho những cái tình huống mà chưa phát sinh ở thời điểm hiện tại nhá. Ở đoạn 32 của IFRS số 7 các chị có thể tìm thấy những cái hướng dẫn này ha. Thì cái cách phân loại của rủi ro theo IFRS số 7 thì nó tương đối tương đồng với lại cái hiệp ước Basel trong cái ba trụ cột 3 pillars, thì các anh chị có thể truy cập lại để tìm hiểu kỹ hơn trong cái nhu cầu tập của mình, nghiên cứu của mình ha. Ngoài ra thì cái IFRS số 9 trong phần phụ lục A thì người ta có định nghĩa
ba cái khái niệm mà nó có dính tới trong cái lưu đồ, đó là lifetime expected credit loss, tức là lỗi tổn thất tín dụng kỳ vọng tính trọn đời lifetime, và cái lỗi tổn thất tín dụng theo 12 tháng. Ngoài thì tiếp tục thì họ cũng có định nghĩa về tài sản tài chính được khởi tạo hoặc được mua bị tổn thất tín dụng. Thì cái từ POCI, Purchase or Originated Credit Impaired Financial Asset, được định nghĩa theo IFRS, trang IFRS.vn á. Thì họ có định nghĩa cho chúng ta ở đây. Lifetime ECL là phần lỗi tín dụng kỳ vọng, lỗi tín dụng dự kiến mà là kết quả của tất cả các tình huống vỡ nợ xảy ra trong cái đời sống của công cụ tài chính. Còn phần 12-month ECL, tức là cái phần lỗ, phần ECL trong cái dòng đời của tài sản, thể hiện cái phần ECL mà kết quả của các cái sự kiện vỡ nợ có thể xảy ra trong vòng 12 tháng sau cái sau cái thời điểm kết thúc niên độ của cái công cụ tài chính ha. Họ cũng có IFRS số 9 cũng có định nghĩa cho chúng ta về Credit Impaired Financial Asset như thế nào. Thì đây có một số cái dấu hiệu về Credit Impaired Financial Asset trong cái lưu đồ có dính tới các anh chị, bỏ thời gian ra đọc ha. Thì tôi cũng đã dịch lược sơ cho các anh chị một số cái từ khóa, ví dụ như Credit Impaired Financial Asset là tài sản tài chính bị suy giảm giá trị do rủi ro tín dụng. Detrimental impact là ảnh hưởng bất lợi. Breach of contract là vi phạm hợp đồng. Default là mất khả năng trả nợ hoặc là vỡ nợ. Past due là sự trễ hạn. Granted concession là cấp các ưu đãi. Probable là cái xác suất mà xảy ra nhiều hơn không xảy ra. Cái từ probable này nó được làm rõ trong ISO 37 nhiều lắm và nó được sử dụng liên đới tới chuẩn mực này ha. Enter bankruptcy là phá sản. Financial reorganization là cấu trúc lại tài chính ha. Các chị bỏ thời gian đọc tiếp ha. Dịch ra thì nó quá dài các chị, mất tập trung lắm. IFRS số 9 cũng định nghĩa về credit adjusted effective interest rate. Các chị bỏ ra thời gian ra để đọc nhé. Các cái tài liệu tham khảo mà tôi sử dụng bài này tôi sử dụng rất là nhiều tài liệu tham khảo các chị. Các cái văn bản chính là Redbook của ISB. Tôi có đọc 3 báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này. Tôi đọc một số cái trang để có kiến thức chuyên liên ngành á. Tôi củng cố một số kiến thức liên ngành á. Tôi có đọc rất là nhiều bài báo. Tôi có đọc bài giảng của lo tín dụng của thạc sĩ Đinh Thị Hồng Thêu, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi có một số tài liệu tham khảo từ Tiziano và Pliny. Tác giả này có cuốn sách IFRS Number 9 and Current ECL Credit Risk Modeling and Validation. Cuốn sách này nó rất là chuyên sâu về về cái rủi ro tín dụng ha. Thì các anh chị có điều kiện thì nghiên cứu thêm, tại vì trong cái phạm vi năng lực của mình tôi chỉ hướng dẫn tự học và tôi đang muốn tiếp cận văn bản chuẩn mực giới thiệu tới các anh chị thôi, chứ tôi không thể nào mà đứng ở vai trò là người hành nghề mà chia sẻ kinh nghiệm làm việc. Tôi không phải như thế, cái vai trò của cái mục đích bài giảng tôi không phải như thế. Các anh chị muốn có thêm kiến thức thì phải có kinh nghiệm làm việc và các anh chị phải nghiên cứu thêm ở những cái tài liệu khác nhau nhé. Tôi cũng có theo dõi cái bài giảng trên YouTube của các tác giả của cái link tác giả, hai tác giả này, một cô của cô Sylvia và của một của một cái thầy giáo ở ở Nam Phi ha. Thì tôi có theo dõi bài giảng, tuy nhiên là và tôi đang cố gắng là hoàn thiện thêm những cái phần mà các thầy cô này chưa chia sẻ, có nghĩa là link giữa cái văn bản với lại cái cách chúng ta làm trong thực tế, văn bản của chuẩn mực và cái cách chúng ta làm trong thực tế nó có cái gap với các anh chị. Chúng ta phải điền được cái gap đó thì chúng ta mới hiểu làm như thế này nè, doanh nghiệp 1A làm như thế này, doanh nghiệp B làm như thế này. Tuy nhiên cái tinh thần của chuẩn mực nó không thay đổi.
không thay đổi ha. Thì đó là cái mục tiêu mà tôi thực hiện cái bài giảng này. Hy vọng là nó hữu ích với các anh chị. Đến đây thì tôi cũng tạm dừng cái bài giảng của mình ở đây. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ cái kênh YouTube của tôi. Mục đích của tôi là hỗ trợ cái việc tự học của các anh chị. Khi mà chúng ta đã áp dụng IFRS rộng rãi rồi mà chúng ta không có kiến thức á, thì nó thật sự là nó một áp lực tinh thần đó. Thành thử là những cái gì mà tôi biết tôi đều chia sẻ lại trong cái kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc anh chị bình an và nhiều sức khỏe nhé.